Mất đất vì quy hoạch thành đất giao thông nhiều nhà còn chưa biết. Thì thực ra các trường hợp như này thật sự không hiếm, có rất nhiều các hộ dân bị, nhưng đa phần mọi người lại không biết. Điển hình như các nhà ở khu đất sau, giới thiệu chút thì đây là hình ảnh trên bản đồ quy hoạch của Ghi Lân. Nếu chỉ nhìn như này thì chắc mọi người không biết, hãy để tôi chuyển sang bản đồ Google Map để dễ quan sát. Nhìn khu nhà này nếu chỉ nhìn map thì rất bình thường, nhưng những gì bạn nhìn thấy đôi khi chưa chắc đã là sự thật. Theo quy hoạch thì toàn bộ phần màu vàng trên màn hình sẽ được quy hoạch thành đất giao thông, với việc như vậy rất nhiều gia đình ở đây sẽ bị thu hồi đất. Có người buồn thì cũng sẽ có người vui, các nhà gần với viền đỏ kia sẽ được hưởng lợi vô cùng lớn, có những miếng đang trong ngó có thể sẽ được thành mặt đường lớn. Vì vậy quy hoạch đôi khi cũng có hại và đôi khi lại là cơ hội lớn cho một số vùng đất. Ở đây đang là một dự án ra biển, cũng là tiềm năng cho vùng này để phát triển một số lĩnh vực. Nếu muốn xem quy hoạch bạn không nhất thiết phải lên địa chính, hãy cầm chiếc điện thoại lên và vào ngay ghi lân.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.